lệnh đi làm của anh ra đây. Không, anh cứ đeo cái lệnh đi đã. Cái lệnh đi làm đúng không này? Tôi không lên đội của các anh. Tôi không tin vào có thiếu tướng cảnh sát giao thông, à thiếu tướng cảnh sát công an kìa. Còn đi lừa đảo, tôi không tin các anh đâu. Các anh đưa cái lệnh ra đây để tôi kiểm tra đã. Mang lệnh ra đây. Không, anh cứ mang cái lệnh ra đây. Anh mang cái lệnh ra đây. Em ơi, bọn mày quay đây lại chim anh. Anh mang cái lệnh ra đây thôi. Không, hình ảnh tôi xem sau. Không, hình ảnh tôi xem sau, tôi xem lệnh đi làm đó. Xem về cái văn bản quy phạm hành chính trước. Không, anh cứ mang cái văn bản ra trước. Hình ảnh tôi xem sau. Hình ảnh tôi nộp tiền, nhưng anh mang cái văn bản đây thôi. Còn anh muốn làm gì tôi không biết. Anh là thẻ anh chưa có này. Anh chưa có một cái gì cả. Thẻ của anh đâu? Thẻ của anh đâu? À, bây giờ anh muốn phải có số quân nhân. Không. Thẻ đâu? Anh khi anh đi, anh là cảnh sát tuần tra hay là anh phải có thẻ? Bây giờ nhá, tôi là người bán tốc độ đây. Bây giờ đội lại dừng tôi, anh lại dừng tôi. Anh cho tôi một cái lệnh anh đi làm đây đâu, sếp của anh đưa lệnh cho anh đâu. Tôi không biết, anh cứ đưa cho tôi kiểm tra cái lệnh đã. Ôi thì tôi phải kiểm tra cái gì nữa. Bây giờ tôi biết đâu, thiếu tướng còn đi lừa đảo kìa. Còn mẹ hiếp dâm kìa. Anh đi làm có cái lệnh, anh đưa tôi cái lệnh. Bởi vì bản chất anh cũng là người lao động thôi. Bản chất anh cũng là người lao động thôi. Tôi về cho anh xem hình ảnh đây. Không, tôi chưa xem. Bây giờ tôi xem cái lệnh đi làm đúng hay sai đã. Tôi xem lệnh đi làm là anh có lấy làm phải có lệnh. Rõ ràng luôn. Còn nếu mà anh bảo trên cổng thông tin điện tử, anh mở cổng thông tin điện tử ra tôi kiểm tra. Anh mở cổng thông tin điện tử ra tôi kiểm tra. Không, ảnh tôi xem sau. Bây giờ là tôi xem cái mức độ đi làm đúng hay sai của các anh đã. Không, tôi xem cái văn bản hôm nay anh đi làm. Anh đi làm lệnh của anh đâu? Bao nhiêu người đi làm, lập chốt ở chỗ nào, lập đúng quy định hay không? Đừng cặn anh, đừng cười, đừng chế nhạo tôi. Đây, quần tôi quần hoa đây. Tôi mặc quần đùi đi làm, tôi không vi phạm, pháp luật không cấm tôi. Các anh cười cái gì? Thế các anh định cười cái gì? Tôi không biết, bây giờ các anh cho tôi đi làm, tôi cho 5 phút. Bắt đầu đây 5 phút. Mấy bạn kia đến với tôi 5 phút. Các anh không chứng minh được điều đó, tôi sẽ đi. Được phép cho tôi khi anh đang vi phạm. Tôi yêu cầu anh chứng minh cho tôi đi. Anh chứng minh đi. Thẻ anh còn chưa có đây này. Giấy tờ còn chưa có này. Tôi nói anh biết như thế. Cái thẻ đây là cái số quân nhân. Còn cái khi anh tuần tra anh phải có thẻ. Tôi không còn biết. Tôi không còn biết. Anh đưa cái lệnh đi làm của anh đây. Anh đưa cái lệnh kìa. Anh đưa cái lệnh đi làm đấy. Đúng rồi, bởi vì các anh làm mất thời gian của tôi. Các anh trèo lên xe, lắp xe tôi, đập vào cái lắp cái ô xe tôi. À, hình ảnh có.